mọi người thấy khi mà cả set này nhìn có khỏe không ạ? Rất là khỏe luôn và phù hợp với mùa hè. Khi mà mặc set này thì mọi người nhìn cái video mọi người đã thấy ôi mùa hè đến rồi kiểu như thế. Bởi vì là cái set này ấy, là cái set gọi là nhìn thôi là chúng ta đã thấy là hình như là mình thiếu một cái set như thế này thì phải. Bởi vì sao? Bởi vì là thường là mọi người không để ý đến những mẫu quần ngố như thế này lắm. Tuy nhiên thì năm nay những chiếc quần ngố ống rộng như thế này đang là hot trend nha mọi người. Là hot trend sắp tới đây thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ phải trở thành xu hướng rất là nhiều ở Việt Nam. Và chúng ta nên có một chiếc quần ngố như này. Bởi vì sao? Nó là cái quần dạng chất liệu là jean, con dãn 4 chiều nhưng nó lại ngắn như thế này ấy. Nên là chúng ta mặc đi chơi bạn bè cũng rất là thoải mái. Bình thường thì mình hay mặc những cái quần bò short ngắn như thế này. Nhưng mà nhiều khi các chị em sợ là mặc như vậy ấy, nó sẽ bị kiểu hơi hở quá này, hay ngồi xe máy nó bị hở này, hay là mình đi chơi này kia nó không kiểu hơi ngại ngại bởi vì mặc ngắn quá ấy. Tuy nhiên thì những cái mẫu quần ngố như này thì nó lại có một cái độ dài hơn, tức là nó dài gần đến đầu gối luôn, nên là chúng ta mặc chúng ta cũng cảm thấy tự tin hơn đấy, hoạt động mạnh cũng tự tin hơn, bước đi cũng tự tin hơn, mà ngồi chơi hay là cà phê gì đấy, ngồi khoanh chân cũng tự tin hơn. Bởi vì khi mà mặc quần ngắn á mọi người ngồi kiểu khoanh chân thì mọi người sẽ rất là sợ bị hở đó, mà đặc biệt là nhìn nó rất là fashion và thời trang nha, rất là thời trang luôn này. Được tặng kèm một chiếc bell rất là xịn như này nữa. Mọi người nhìn này, bình thường mua bell thôi là đã bao nhiêu tiền rồi đấy, không phải là gì đâu, nhưng mà khi mà mua cái quần này được tặng cái bell luôn, rất là thời trang. Quần này thì có đủ size nhá, ML để mọi người lựa chọn nha, cực kỳ tôm vòng 3. Và khi mà một chiếc quần đen thì đương nhiên mình sẽ phối một chiếc áo màu trắng hoặc áo sáng màu, đúng không ạ? Nên là Phương nghĩ là cái cách phối basic nhất để mọi người có thể học theo đó là phối một chiếc áo phông màu trắng như thế này. Đó, một chiếc áo phông màu trắng này. Chiếc áo phông này thì ở Mega Fashion đang bán rất là chạy rồi. Phương chỉ gọi là thêm option cho mọi người thôi đó. Đây, áo phông màu trắng nhá. Thường thì khi mà Phương đã chọn một set để make thì Phương đã thấy nó rất là phù hợp với nhau rồi. Nên là theo Phương khuyên nha, mọi người nên mua cả set luôn thì đỡ phải nghĩ rằng là cái quần này mình phối với cái gì, cái áo này mình phối với cái gì. Và đặc biệt là hai thứ này thì phối với rất nhiều thứ khác nhau. Ví dụ quần này có thể phối với áo phông khác cũng được. Áo phông này có thể phối với quần jean dài hoặc là phối với cả quần short ngắn cũng rất là đẹp nhá. Mặc kiểu này thì chúng ta nên đi giày thể thao để nhìn nó khỏe hơn nữa. Đấy, một set rất là xinh.